Beijing X7 mới chạy vỏn vẹn 1.000 km, chủ xe vội bán lại nhưng vẫn đắt hơn giá niêm yết 40 triệu đồng. Beijing X7 được đánh giá là có thể cạnh tranh với các đối thủ sừng sỏ như Honda CRV, Mazda CX5 hay là Hyundai Tucson. Ra mắt thị trường Việt từ đầu tháng 10 năm 2020 nhưng mà tới nay sức hút của mẫu xe Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, bao gồm cả xe đã qua sử dụng. Những trường hợp Beijing X7 được bán lại dù mới chỉ lăn bánh dưới 5.000 km, không còn quá xa lạ với người tiêu dùng. Tuy nhiên các trường hợp chạy lướt thì vẫn luôn trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện trên thị trường xe cũ. Trường hợp được đề cập trong bài viết này là chiếc Beijing X7 thuộc model 2021, hiện mới hoàn thành quãng đường có vỏn vẹn 1.000 km. Nguyên nhân quyết định chia tay với chiếc xe sau một thời gian rất ngắn là do vị chủ nhân phải đi công tác nước ngoài trong nhiều năm tới. Với lợi thế về ngoại hình, Beijing X7 được đánh giá có thể cạnh tranh với các đối thủ sừng sỏ như Honda CRV, Mazda CX-5 hay là Hyundai Tucson. Kích thước xe lớn hơn một chút so với dòng crossover hạng C, thông số dài nhân rộng nhân cao lần lượt là 4 4710 x 1892 x 1715 mm, chiều dài cơ sở là 2.800 mm. Ngoại thất chiếc Beijing X7 mang lớp sơn vàng nhám nổi bật, hệ thống chiếu sáng được trang bị công nghệ full LED, đèn hậu nối liền sử dụng công nghệ LED giống trên chiếc Audi hay là Porsche. mâm xe 5 chấu kép kích thước 19 inch, tay nắm cửa có khả năng thò thủ tự động. Trái tim của Beijing X7 là khối động cơ dung tích 1,5 lít, tăng áp cho công suất 185 mã lực và mô men xoắn là 275 Nm. Động cơ trên kết hợp với tùy chọn hộp số sàn 6 cấp hoặc là số tự động 7 cấp ly hợp kép ướt, hệ dẫn động cầu trước và 3 chế độ lái. Beijing X7 được bố trí cấu hình 5 chỗ, khoang nội thất bọc da màu nâu, hàng ghế trước bọc da Nappa, tích hợp tính năng chỉnh điện, nhớ vị trí ghế lái, ghế lái tự động lùi khi tắt động cơ. Hệ thống sưởi thông gió được trang bị cho cả hai hàng ghế, ngoài ra xe còn có cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống nhận diện khuôn mặt, hệ thống liên lạc giữa các xe, đầu ra là hệ thống âm thanh 11 loa. Mỗi khi nhắc tới xe Trung Quốc, người dùng sẽ nghĩ ngay tới lợi thế về mức giá rẻ, nhưng mà sở hữu ngập tràn công nghệ đi kèm với một vài chi tiết học hỏi thiết kế từ các thương hiệu xe sang. Với Beijing X7, màn hình cụm đồng hồ và màn hình giải trí trung tâm đồng kích thước 12,3 inch được thiết kế kiểu nối liền giống như Mercedes-Benz. Phía dưới là màn hình cảm ứng điều khiển hệ thống điều hòa, chi tiết có nét tương đồng với nhiều dòng xe nhà Land Rover. Hệ thống an toàn cũng là một điểm sáng của Beijing X7 với các công nghệ cơ bản khá là đầy đủ, bao gồm 6 túi khí, hỗ trợ phanh ABS, EBD, EBA, cân bằng điện tử, hỗ trợ lên xuống dốc, camera lùi, cảm biến hỗ trợ đỗ xe. Bên cạnh đó, chiếc CUV còn sở hữu loạt công nghệ an toàn và hỗ trợ lái xe nâng cao như cảnh báo quá tốc độ, camera 360 độ hiển thị 3D, nhận dạng đối tượng động tốc độ thấp cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn, đèn pha thông minh, cảnh báo điểm mù, ga tự động thích ứng, hỗ trợ lái xe khi tắt đường và giảm thiểu va chạm. Sau quãng đường 1.000 km thì chiếc Beijing X7 đang được bán với giá là 728 triệu đồng, nhỉnh hơn khoảng 40 triệu đồng so với giá niêm yết hiện tại. Được biết sau khi bài viết được đăng tải thì chiếc xe đã thu hút về lượng lớn khách hàng quan tâm và tìm được chủ mới trong khoảng một ngày. Tuy nhiên sau 9 tiếng thông báo chốt đơn hàng, chủ xe lại đăng bài giao bán một lần nữa với mức giá không đổi.